Chào mừng mọi người tới với Việt Nam Powerlifting Competition Channel. Thì hiện tại thì với sự xuất hiện của NIRAP, tức là một thể thức thi đấu mới ở Việt, tại Việt Nam hiện tại thì nó sẽ có nhiều, rất nhiều khúc mắc xung quanh. Thì hôm nay thì VBC sẽ làm một cái một nhiều cái video để hướng dẫn mọi người về các NIRAP, công dụng của NIRAP rồi phân loại NIRAP và sử dụng như thế nào để cho phù hợp với điều lệ của VBC. Thực ra thì trước đây là VBA 2010 và 2011 và 2022 đã từng có nói về NIRAP rồi Nhưng mà do đại dịch Covid đến Thì chúng ta chưa kịp uh, uh, Bắt chưa kịp vào những cuộc thi với NIRAP Nên hiện tại thì với VBC năm nay Thì dự kiến là mọi thứ sẽ diễn ra đúng kế hoạch Bởi vì ban tổ chức của VBC hiện tại Là anh Trần Văn đây Cũng đã chuẩn bị được cái nơi để thi đấu cho các mọi người Là một nhà thi đấu Thì uh, có thể ở đây nhiều người chưa biết về anh Văn thì có biết anh Văn có thể giới thiệu đôi chút và chính bản thân mình không anh? À... Văn vâng, xin chào mọi người ha thì hiện tại Văn đang là founder của VBC cùng với uh, bạn Quỳnh Từ và Đinh Kim Loan thì uh, Văn là một cựu vận động viên bao powerlifting Văn đã thi đấu rất là nhiều giải trong nước cũng giống như là các giải bên nước ngoài thì khi mà thi đấu các thể thức nước ngoài có một lần là tình cờ thôi uh, Văn và Quỳnh được tham gia vào một giải thi có sử dụng NIRAP thì nó là một cái rất là mới mẻ đối với Văn và Quỳnh Văn biết chắc chắn là điều đó thì nó cũng sẽ là một cái mới mẻ với các bạn hơn như thế nữa Thì lần đầu tiên Văn đi thi, Văn trải nghiệm cái cảm giác đi thi Và Văn cảm thấy thích, Văn cảm thấy cuốn với cái cách tập đối với Nirap này Tại vì sao? Tại vì nó thể hiện hết được tất cả những cái sức mạnh của mình Và cái mục đích chính của việc tập luyện powerlifting Là mình muốn nâng cái khả năng, nâng cái mức tạ của chúng ta lên mỗi ngày yeah. Chứ không phải là chúng ta cố định hoặc là bám với một cái gọi là knee slip hoặc là benny knee. và knee wrap này thì văn có thể nói là một cái lựa chọn nó là một cái lựa chọn mà mọi người có thể sử dụng hoặc là không thể sử dụng. Dạ, yeah. thì đó là cái mục đích của cái video ngày hôm nay và cũng là một trong những mục đích mà hôm nay văn có bạn tiệp ở đây thực hiện cái video này cho mọi người. Okay. À, mình xin giới thiệu mình một chút thì mình là mình tên là Tiệp thì mình là một à, mình là một người powerlifting tự phát thôi mình tập thì phong trào thì mình bắt đầu tập từ năm 2019 và tham gia vào VPA 2019 thì năm đấy bây giờ năm đấy mình yếu lắm thì mình cũng chỉ follow Việt Nam Powerlifting Alien rồi sau đó follow anh ban chị Quỳnh và những người còn lại trong đấy thôi học dần dần thì cái lý do mà có cái video này đây này thì mình biết sẽ có nhiều bạn giống mình á những cái năm thi đấu thật sự đi tập một mình cũng không biết như thế nào thì cái video này xuất hiện đấy để cho các bạn loại bỏ được cảm giác sợ hãi của mình năm 2019 năm 2019 mình vô mình gặp anh Văn lần đầu, đầu tiên hồi đấy anh Văn to bây giờ nha các bạn <laughs> bề ngang to bây giờ mà giọng nói của anh Văn thì kiểu nghe nó sợ hơn bây giờ lúc đấy anh Văn chỉ đơn giản là có cái sỏ ngón thôi anh Văn bày em là sỏ ngón sỏ ngón của em đâu mình mình <laughs> sợ là mình hoang mang luôn á thì lúc đấy là có chị Quỳnh chị bảo chị chỉ với cái tay mình thì mình biết là có cái sỏ ngón của cái wrist wrap ấy. thì mình mới biết là để mình cởi ra thì lúc đấy Vô nhìn mặt anh Văn là nhìn giám khảo rồi đã sợ rồi nên chính như vậy thì những cái video như này uh, chia sẻ để cho các bạn để đỡ hoang mang khi bắt đầu vào cuộc thi BBC thì hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề ni grab thì hiện tại thì anh Ban chem hỏi nhá thì uh, đối với ni grab thì cái cái chính của ni là gì và cái sự khác nhau của nó với ni slip rất là sò gối thì không biết là nó có khác nhau nhiều không thì với cá nhân em thì em uh, sử dụng ni slip rất là nhiều em sử dụng của SBD và strong thì sau khi em chuyển sang đi rap thì thời gian đầu tiên đó, thì em thì cái sự ừ thấy sự tăng tiến tạ nó thì không phải là quá nhiều à, nhưng mà sau này khi em sử dụng những cái ni rap mà nhiều hơn thì đúng là sự tăng tiến nhiều hơn thì anh có thể giúp em giải thích cái cơ chế của ni rap để giúp chúng ta thể tăng tạ ở trong bài squat được không ạ? Ừ. Thì trước tiên trước khi mà mình nói về ni rap thì anh sẽ nói một tí xíu về ni sleeve ha thì cái mục đích chính của mọi người khi mà chúng ta sử dụng ni sleeve đó là chúng ta giữ ấm cái phần gối của mình, và yeah. nó giữ ấm cho cái phần gối của chúng ta trong suốt quá trình mà mọi người tập luyện cũng giống như là nó có một cái độ căng, nó có một cái độ bó cơ nhất định yeah. ở cái vị trí ni cap trên và ni cap dưới, tại vì ở phần squat á bất kỳ ni slip hay là ni wrap gì, cái yeah. quan trọng nhất vẫn là giữ cố định cho cái phần ni cap phía trên và ni cap phía dưới, tại vì phần gối nó sẽ giữ ổn định, nó sẽ giữ ổn định cho cái squat của mình, nó sẽ giữ ổn định cho khả năng mở gối, mở mông và kích hoạt mông và kích hoạt hông của mọi người. thì nhưng mà cái bất lợi của knee sleeve á là nó chỉ có một độ căng nhất định thôi. nếu như mà mọi người không đổi size, đó là lý do mà tại sao mà khi mà chúng ta tập, mọi người có cái xu hướng là mọi người sẽ thích mang cái size rộng hơn. nhưng mà khi thi đấu, tại sao mà mọi người lại mang một cái size nhỏ hơn? đúng không ạ? size rộng hơn đối với knee sleeve trong lúc tập luyện để tạo cái cảm giác thoải mái. Tại vì sao? Tại vì mọi người tập luyện một cái đoạn đường rất là dài, một bữa tập squat của chúng ta có thể là một tiếng, hai tiếng, hoặc thậm chí là cả hai tiếng rưỡi chỉ cho một bài tập squat thôi. Và để mang một cái knee sleeve đối với những người mới bắt đầu nó rất là khó chịu. Nó sẽ bó bắp chuối và nó sẽ nóng và mọi người sẽ có cái cảm giác là cái phần máu ở đó không lưu thông được. Nhưng mà đối với knee sleeve nó vẫn còn nhẹ nhàng hơn knee wrap ở chỗ là nó giữ ấm phần cơ thể đó nó tăng cái lưu lượng máu lưu thông tới đó nhưng mà nó vẫn có lưu thông chứ không hẳn là nó ngưng luôn thì đó là cái điểm khác biệt khá lớn giữa Nisli và Nirap thì khi sử dụng Nirap á thứ nhất là để cố định vị trí gối và Nirap sẽ làm điều đó rất là tốt nếu như mà mọi người biết cái cách quấn ráp rất là chuẩn nha chúng ta sẽ có rất là nhiều cái cách quấn ráp nhưng mà mình sẽ nói về cái phần đó ở cái phía sau của video này thì Nirap nó sẽ ép tất cả các phần cơ ở vị trí gối của em vào sát vị trí xương gối ni bone của em. Dạ, yeah. có nghĩa là nó sẽ compression một cái rất là chặt. Một cái một cái cảm giác chặt mà knee sleeve không bao giờ đem lại được. Nhưng mà điều đó nó làm cho các cơ của chúng ta compress lại đồng nghĩa với cái việc là lưu lượng máu lưu thông qua vị trí đó là hoàn toàn không có. Đó là lý do mà tại sao mà nếu như mà mỗi lần em tập rap, thời gian đầu em tập rap em không thể nào chịu được cái việc mang rap quá 30 giây, quá 45 giây, quá 60 giây. Theo thời gian tập luyện thì cái thời gian đó nó sẽ tăng lên tại vì sao? Tại vì cơ thể của em nó sẽ làm quen với điều đó. Thì chính cái sự compression đó, chính cái sự mà ép cái phần máu không lưu thông về đó, cái phần cơ của mình lúc nào nó cũng sẽ gồng, lúc nào nó cũng sẽ siết trong trạng trạng thái gọi là bracing á. Ừ. thì từ đó nó tăng lên cái độ ổn định cho chúng ta khi squat làm cho chúng ta có cảm giác chắc chắn hơn, có được một cái bàn đạp tốt hơn để mà mọi người đạp. Nhưng Văn sẽ nói luôn, kể cả knee sleeve hay knee wrap, nó không có tác dụng búp sức mạnh cho mọi người. Mọi người vẫn nên tập trung vào strength training, power training và quan trọng nhất vẫn là technique đối với power lifting. Tại vì không có technique, không có sức mạnh thì những cái này nó cũng không có bổ trợ cho một cái gì hết. Cảm ơn chia sẻ anh Văn. Và thì hiện tại thì vừa uh, rồi em có coi trên trang chủ của Severus thì uh, đối với Nidrap ấy thì nó sẽ có rất nhiều uh, nó sẽ có rất nhiều loại Nidrap. Thì không biết là độ mềm độ cứng xong rồi cái độ dày của vải nó khác nhau. Thì không biết anh Văn có thể chia sẻ một chút về các loại Nidrap đây không? Thì ở đây chúng ta đang có rất nhiều loại cái Nidrap ở đây. Dạ, yeah. thì giống như là thời gian đầu khi mà Văn tập với knee Sleeve Văn có một cái cảm giác đó là mình thích mình thích tìm hiểu ra được một cái loại nào đó hợp với mình. Dạ, yeah. Knee sleeve trên thị trường chúng ta có rất là nhiều, bây giờ là quá nhiều. Chúng ta có SPD, chúng ta có Strong, chúng ta có A7, chúng ta có Stoic. Và thậm chí là bây giờ là Inzer cũng ra một dòng knee sleeve mới. Đó là dòng bản knee sleeve dày hơn và chắc hơn. Thì đó là lý do mà tại sao mà Văn nói là tại sao Inzer lại giới thiệu một cái dòng knee sleeve có cảm giác bó chặt như knee wrap giống như vậy. Dạ, yeah. Vậy thì cái sự khác biệt nào giữa knee sleeve và knee wrap mà khiến cho mọi người phải thắc mắc và mọi người phải confuse về cái việc mà tập với cái này mà thi với cái kia thì tập với knee sleeve và thi với knee wrap nó có bất lợi hay không thì Văn nói là hoàn toàn là không có bất lợi gì hết tất cả là đều phụ thuộc vào lifter thì quay trở về câu hỏi của Tiệp thì đúng là có rất là nhiều loại knee wrap và nhiều loại knee sleeve nhưng knee wrap của chúng ta sẽ có ba loại chính đó là độ dài 2m, 2m rưỡi và 3m thì đối với độ dài 3 mét thì thông thường mình sẽ sử dụng trong training nhiều hơn. Tại vì sao? Tại vì tất nhiên cái độ dài của nó dài hơn thì có nghĩa là chúng ta sẽ loop được nhiều vòng hơn. Nó sẽ support cho cái phần gối của chúng ta và sẽ support cho cái phần bài tập của chúng ta thoải mái và ổn định hơn. Nhưng mà cái độ dài tiêu chuẩn để đi thi, thi đấu đó là độ dài 2 mét rưỡi. Đồng nghĩa với việc là chúng ta không thể loop nhiều vòng hơn giống như vậy. Dạ. Yeah. Thì cho nên chính tại vì xu hướng giống như vậy cho nên chúng ta có một cái xu hướng là như anh nói tại sao em tập em mang ni sleep mà em mang suốt buổi tập được nó rất là thoải mái đúng không? Ừ, tại đúng. vì nó không có bó cứng thì đó là lý do mà chúng ta ra nhiều dạng ni wrap khác nhau ví dụ dạng giống như là uhm. tập một trắng rồi đó cho em xin tập một trắng lúc anh văn giờ cái cái rap chỉ vào cái đấy nhá để nó làm rõ cái đấy anh văn cái rap luôn nhá. yeah thế đây trên tay văn đây là một loại ni rap có độ dài là 3 mét mà văn hay sử dụng ở trong training thì cái này nó khác nhau ở chỗ nào tại sao training văn lại sử dụng cái này đó là tại vì thứ nhất là nó rất là mềm và thứ hai là nó rất là mỏng và thứ ba là độ flex của nó cực kỳ dài nó có độ flex rất là nhiều nha mọi người có nghĩa là cái cảm giác khi mà chúng ta wrap cái này cái chân của chúng mình vẫn vẫn sẽ bó nhưng mà cái độ lúc mình sẽ đi lúc được nhiều vòng hơn nhưng mà nó không gây cảm giác cứng và bù lại là nó trợ lực cũng không nhiều thì đối với những dòng ni rap mềm dẻo và có khả năng flex giống như vậy thích hợp cho cái giai đoạn nào trong chúng ta training đó là giai đoạn training với volume đúng không ạ nếu như mà đúng rồi số lượng rep rất là nhiều nếu như mà mọi người mang một cái ni wrap quá cứng và quá bó đi với một cái số lượng rap rất là nhiều giống như vậy, thì văn đã nói về cái phần phía đầu chương trình là chân của chúng ta sẽ có một cái cảm giác gọi là tê, mình sẽ bị mất cái cảm giác, mất cái cảm giác feel ở cái phần đạp đó, thì nó sẽ ảnh hưởng tới technique, nó sẽ ảnh hưởng tới power. Đó là lý do mà mình sẽ có cái loại ni wrap 3m và với cái độ dài, cái độ flex rất là dài giống như vậy. thì đây là của titan. thì song song với titan thì vẫn còn có một dòng spd flex, nó cũng có độ dài là 3m. Thì rất là thoải mái cho cái việc training của mọi người. Thì bỏ qua về cái phần flex này. Mình sẽ nói về một cái dạng khác của knee wrap đó là stiff. Thì uh, nó phụ thuộc nhiều vào cảm giác, nó phụ thuộc nhiều vào cái kỹ thuật. Và nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái form em tập. Đúng không? Tại sao mà mình lại có knee wrap flex? Tại sao mình lại có knee wrap stiff? Nó đồng nghĩa với cái việc mà wrist wrap của chúng ta cũng có dãn và cũng có cứng đúng không ạ? Đúng rồi. Đó, thì đối với phần cứng này, đối với những knee rap cứng thì ở đây văn có một dòng ni rap Siberia Extreme của bạn Tèo mang qua đây. Đây là cái dòng knee rap cứng nhất mà văn từng biết. Mà Tại vì thật. sao? Tại vì cái độ flex của mọi người sẽ không có, mọi người sẽ không thể nào kéo giãn ra mặc dù là chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều lực đồng nghĩa với cái việc là số loop, số vòng mà khi mà người quấn được rap đối với cái vòng dòng rap Sibirot Extreme này nó sẽ rất là ít nhưng mà tại vì độ cứng của nó rất là cứng và rất là cao nó sẽ đưa lại cái sự ổn định cho cái phần gối của mọi người khi setup rất là nhiều khi chúng ta swat giờ dạ, vâng xin lỗi khi chúng ta swat nhưng bù lại cái nhược điểm của nó là cái việc unwrap và cái việc setup tư thế của mọi người sẽ rất là khó dạ yeah, vâng nói thật nếu như mà mọi người nghĩ mang ni rap vào có thể xoát nặng ni chỉ rằng là màu hồng chỉ rằng là vui vẻ chỉ rằng là PR thì mọi người rất là sai lầm tại vì mọi người thử mang một dòng ni cứng giống như vậy thử đi một cái last warm up của chúng ta mọi người sẽ thấy cái việc in cái việc setup của nó hoàn toàn khác với việc chúng ta sử dụng ni sleep yeah, rất là khó để đưa cái cơ thể mình vào một cái vị trí rất là khó để setup chân và thậm chí là rất là khó để in tại vì sao knee sleeve thì chân của chúng ta vẫn có thể co giãn được đúng rồi. Nhưng mà nếu như mọi người sử dụng knee wrap một cách đúng và mọi người wrap đúng thì chân của mọi người lúc nào cũng trong trạng thái là cứng thẳng giống như vậy. Dạ. Yeah. Rất là khó để chúng ta ăn rắc nếu như mà mọi người không đạt được một mức độ nhất định. Đó là lý do mà văn sẽ nói về cái phần training với knee wrap sau này ở sau video clip này. Thì Thế em chia sẻ thêm một xíu về cái uh, knee wrap extreme nữa nhá. Ừ. À, mỗi lần đeo cái knee wrap này các bạn nó như là một cái cực hình vậy các bạn riêng mà cái khả năng để các bạn cuốn tự cuốn cái wrap này nhé, không cuốn hộ nhá là xong các bạn tay bạn tê xong cuốn thêm wrist wrap đó là tay các bạn khỏi cầm vào cái rack squat làm kiều luôn nên à, à, tin mình đừng ham cứng lúc đầu à, mình mua elite và extreme mà đúng là một lựa chọn thì cuối cùng là cái elite là mình dùng cái nhiều hơn cái extreme này mình bỏ 2 năm rồi à, mình không có xài bây giờ xài lại thì riêng cái cuốn này thôi là các bạn thấy nó kéo này cầm vô kéo co mình bên băng kéo co nhá cũng được luôn đấy cái này cuốn này rất là tê tay các bạn nhé nên chính vì vậy đó, cái khi đi tìm ni wrap các bạn hãy tập trung làm sao tìm cái phù hợp với mình từ cái vị trí đứng từ cái cảm giác chứ đừng có ham cứng đừng chơi dại như mình nha các bạn thì cũng bổ sung thêm là tại sao mà mọi người thấy rất là nhiều loại ni rap ở đây thì 90% những cái dòng ni wrap ở đây là đều là của văn và quỳnh mua mua để làm gì mua để trải nghiệm và cảm nhận tại vì như văn nói mỗi một người chúng ta chúng ta có mỗi một người một có một genetic mỗi một người chúng ta có một form khác nhau giờ yeah, có bạn chúng ta sẽ đi hai ba có bạn chúng ta sẽ đi low ba và hai ba đối với nirap thì nó là một cái gì đó rất là không nên hoặc là văn sẽ thấy rất là ít người đi hai ba đối với nirap giờ yeah, và nếu như mà mọi người nói nirap có thể tăng được sức mạnh khi mà swat á, thì văn cũng phải nói lại là có những cái god là GOAT bây giờ ví dụ dạng giống như là John H vẫn lựa cách đi 23 và vẫn swat với knee sleeve và vẫn đạt được những cái con số swat rất là khổng lồ Dạ, yeah, nó phụ thuộc vào cái firm nó phụ thuộc vào cái cảm nhận và nó phụ thuộc vào cái sở thích của chúng ta tập luyện cho nên cái lý do mà có nhiều loại rap ở đây là tại vì Văn và Quỳnh cũng phải làm quen với knee rap từ từ để đi lên khi mà anh chị bắt đầu làm quen á, thì anh chị sử dụng những loại flex tại vì sao tại vì nó dễ chịu để quá chịu. nó không có bị sốc với mình thì sau đó thì anh sẽ 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 kiếm những cái vòng dòng cứng hơn stiff hơn và có một thời điểm mà anh cũng suy nghĩ là anh sẽ lấy cái dòng stream này yeah, dòng cứng và kéo không được nhưng mà bù lại thì khi mà vào firm á, nó sẽ ảnh hưởng tới firm của anh chị cho nên anh chị không có sử dụng dòng stream này mà anh chị mới hướng tới những cái dòng khác cứng hơn như là của bioneer con phantom này của bioneer hoặc là con commander này của bioneer có nghĩa là nó vẫn có độ cứng nhưng mà khả năng kéo của chúng ta vẫn nhiều hơn chúng ta vẫn còn có khả năng kéo nhưng mà còn về độ cứng của vải khi mà em bóp vào thì nó là không bàn cãi đúng rồi. nhưng mà cái này em em thấy nó 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 mỏng hơn là so với thằng uh, extreme của Cerberus này đúng rồi nó mỏng hơn rất là nhiều và cảm em có đoán là cảm giác cuốn vô sẽ dễ chịu hơn con đấy rất... đúng rồi dạ yeah. thì uh, nó ảnh hưởng tới nhiều lắm nhiều về cái kỹ thuật thi đấu của mỗi người, nhiều vào cái cảm nhận tập luyện của mỗi người nữa Và đặc biệt là sử dụng Nirap này thi đấu rất là khó nha mọi người N yeah, Đây là một lời khuyên mà Văn dành cho Tiệp hoặc là Tiệp có kinh nghiệm đã tập Nirap trước mọi người khuyên với mọi người rồi Khi thi đấu với Nirap mọi người sẽ chọn tạ và mọi người phải có cái cách tập rất là cẩn thận Nếu không thì Nirap nó sẽ là một cái con dao hai lưỡi trong cái phần SWAT cho mọi người nha rồi. Thì uh, em có một số câu hỏi xung quanh cái ni NIRAP trước khi mọi người tham gia PVC ừ. là em có một thắc mắc về nhiều năm trước rồi Ví dụ như ở đây em có một cái NIRAP của Elite Elite của Severus Em xài khá lâu rồi, bây giờ nó giãn hơn hai mét rưỡi rồi ừ. Thì không biết là như vậy có bị tính là phạm quy ở trong PVC hay không? Nó giãn ra hơn 2 mét rưỡi khi mà em kéo ra rồi thì nó giãn ra nhưng mà cái độ dài quy định của nó vẫn là hai mét rưỡi Thì độ dài quy định của NIRAP nó một là nó là hai mét rưỡi, hai nó là 3 mét thì tất nhiên khi thi đấu chúng ta sẽ có một cái phần mà kiểm tra dụng cụ thi đấu đúng không ạ thì là mình sẽ có một cái thanh thước đo đúng cái độ dài hai mét rưỡi đó thì khi mà mình trải ra thì cho dù nó có giãn lắm thì anh nghĩ là nó chỉ ra lên khoảng hai m năm hoặc là hai m sáu thôi nhưng mà nếu như mà nó đã giảm ra quá giống như vậy thì mình có nên sử dụng cái đó để đi thi không ạ nếu như mà nó giãn ra quá giống như vậy rồi thì cái tác dụng của nó có còn giống như là lúc chúng ta training hay không hay là mọi người mang nó tại vì cái cảm giác quen thuộc nó có cái mùi giống như là chúng ta tập đi sleep mà mọi người không giặt mà mọi người thích cái mùi cái mùi đó là thì đó là về dụng cụ thi đấu của mình nha mọi người dạ vâng Hiện tại em chia sẻ thật thì cái ngày đầu tiên em mua cái elite này, này thì em sẽ chỉ cuốn được 5 vòng thôi đến 6 vòng thôi thì hiện tại sau 2 năm em dùng em cuốn được tới vòng thứ 8 luôn anh ạ ừ thì em nghĩ là chắc là giãn nó rất là nhiều nhưng mà em có cảm giác là cuốn tới vòng thứ 8 đấy có thể là em thích cảm giác chặt chẳng hạn thì em lại cảm giác em uh, mức tạ em nó squat uh, tốt hơn ừ. thì năm đầu tiên em squat với ni thì em chia sẻ là em nó chỉ loanh quanh đâu đấy khoảng tầm 210 thôi thì cái lúc mà kỷ lục của em cầm với cái này thì có một lần là em squat được với 26 với tạ bomber ừ. một lần may mắn thì bảy mid dip và một lần tám thì có sập một tập ban ừ. thì nó được khoảng tám nhưng mà với cái extreme mà em cảm giác là quấn cái này nhiều vòng hơn này thì em cảm giác em lên được tạ nhiều hơn thì em thì không hiểu bản chất đằng sau đấy thì không biết anh văn có thể chia sẻ tại sao lại quấn nhiều vòng lại có cảm giác được nhiều tạ hơn không? Dạ yeah. đối với cái phần flexa cái lợi của nó khi mà quấn được nhiều vòng giống như vậy thì cứ dạ uh, yeah, văn sẽ nói cái cảm giác thì uh, sẵn đây anh hỏi tiếp luôn em có cảm giác giống như thế nào mà khi mà em quấn ni wrap một cách chuẩn mà mỗi một lần em loop vào cái phần da của em em feel nó như thế nào? Uh, những cái tháng đầu tiên em tập cái này này em cảm giác như là cái đùi sau nó bị toạc ra luôn ấy. đúng rồi cái da nó bị toạc ra ừ. luôn ấy. nhưng mà nhưng mà hồi đấy là em cũng em cũng thừa nhận là em cũng kiên trì thật lúc đấy đau đa phần các bạn sẽ bỏ và ngay cả cái lúc đấy thì cái da nó rách ra mà giống kiểu như các bạn ngồi mà trà chà da mà nó rách may luôn á nhưng mà mình vẫn kiên nhẫn là từng ngày từng khác đến phải tầm đến tuần tuần thứ bảy em mới chịu được cái cảm giác đấy ừ. thì lúc này số vòng này nó, nó, nó tăng dần lên thì đấy là cái cảm giác của em những thời gian đầu tiên ừ. em dùng với cái ni này, này thì thật sự luôn là khi sử dụng wrap á đó cái số lúp càng nhiều cái khả năng trợ lực và cái khả năng ổn định của phần gối của chúng ta càng nhiều như văn nói rồi đặc biệt cái ni wrap mình không có quấn nhiều mình không mình quấn được nhiều lúp nhưng mà những cái lúp đó nó có lợi hay không một trong những cái mánh đó, một trong những cái mẹo không phải là cái mẹo nữa một trong những cái quy định khi mà tập luyện đối với ni wrap là mọi người phải wrap quan trọng nhất hai vị trí văn luôn nhắc lại hai vị trí đó là ni cap trên và knee cap dưới nó là hai vị trí duy nhất quan trọng mà Nirap nó support cho mọi người thôi. Cho dù mọi người có quấn lên tới cái phần cơ trên này và cơ của mọi người có thể chặt đó nhưng mà nó chỉ có thể là gây tên thôi, nó sẽ không có ổn định cho cái phần gối của mình nhiều lắm. Đó là lý do mà tại sao mà khi mà mọi người càng lúp nhiều thì cái khả năng support nó càng nhiều. Nhưng nó giống như là cái Slingshot vậy đó, tại sao cái Slingshot nó lại chia ra nhiều màu? Tại sao nó lại chia ra là Uh, màu đỏ, màu vàng và màu rêu thì ừ. những cái slingshot đó tùy vào những cái độ dày và tùy vào những cái độ căng nó có cái mức chịu lực khác nhau có nghĩa là anh lấy ví dụ nếu như mà em lấy một cái slingshot màu đen chúng ta bên em nâng thanh ba ra em có hạ thanh ba xuống được không? Ừ. không bao giờ em hạ được thanh ba xuống tại vì cái slingshot nó sẽ căng ra Mất và cả. cái độ nặng nó không đủ nặng để mà nó hạ xuống đó thì đó là cái vấn đề mà giữa khi mà chúng ta luốt nhiều á, thì giống như là mọi người đang căng cái ná căng cái ná căng cái ná của chúng ta càng ngày càng nhiều thì đó là cái khả năng mà khi mà chúng ta buông ra một phát nó trợ lực và nó tạo một cái lực đạ, đạp tạo một cái đà đạp cho chúng ta mạnh hơn yeah. nhưng mà cái lực đạp ở đây vẫn là cái lực đạp của bản thân cái này nó chỉ là một cái gì đó để đưa cái cơ thể mình vào cái tư thế đưa cái cơ thể mình vào cái khả năng đạp và có thể là nó nhồi thêm một tí xíu từ cái vị trí dưới cùng để cho chúng ta có khả năng đạp lên mạnh hơn thôi đó là lý do mà tại sao khi mà sử dụng nirap lúc càng nhiều vòng mà swat càng mạnh là giống như vậy nhưng mà lúc nhiều vòng nó cũng có cái bất lợi của nó đó là khi mà chúng ta lúc quá nhiều vòng qua đây qua các phần này đặc biệt là đối với các bạn hai ba đúng không hai ba nếu như mà chúng ta đẩy muốn đẩy gối về trước thì nó hoàn toàn nó đi ngược lại với lại cái cái cơ chế làm việc của swat của nirap đó là knee wrap nó khiến cho cái chân của mình thẳng lên rất là nhiều cho nên đối với các firm á, mà đẩy gối về trước thì Văn không recommend là mọi người sử dụng knee wrap tại vì mọi người sẽ hoàn toàn break firm mà break firm đối với knee wrap rất là nguy hiểm nó sẽ mang tới những cái hệ lụy chấn thương cho mọi người rất là nhiều đó là lý do mà anh mới nói là tùy theo firm tùy theo firm thi đấu, tùy theo kỹ thuật tập luyện của chúng ta mà mọi người sẽ lựa chọn knee wrap hay không thì đó là lý do mà nó là con dao hai lưỡi đối với mọi người thì thật sự nếu như mà không phải thi nếu như mà cái cuộc thi đó không phải gọi là bia cái mức nặng nhất thì anh vẫn thích tập với lại loại flex hơn tại vì sao tại vì tập với những loại stiff những loại cứng giống như vậy thậm chí có là loại của extreme đi chăng nữa em quấn vào á nó vẫn còn đỡ hơn nếu như mà bữa nào em tập anh sẽ cho em mượn thử cái đôi phantom này em quấn em sẽ quấn vào và sau khi em tháo ra thông thường khi mà em flex em tháo ra thì má nó sẽ lưu thông đúng không nhưng mà đối với loại stiff này em tháo ra là giam em phỏng da phồng phồng lên mà phỏng luôn thì cái này nó rất là harsh vâng uh, rất là gắt vâng không recommend nhưng mà nó tăng cái độ ổn định ở những cái mức tạ cao rất là nhiều thì đây là một trong những cái văn mang mà để văn swap trên 300 kg thôi còn nếu như mà văn không đụng tới cái mức trên 300 thì văn sẽ không bao giờ xài tới nó tại vì đau lắm À, rồi, ok cảm ơn chia sẻ của anh văn thì à, nếu mà các bạn à, trong video này các bạn mà có những cái chia sẻ gì mà muốn câu hỏi thắc mắc thì muốn hỏi thì sau khi video này ra các bạn cứ đặt câu hỏi với lại việt nam Powerlifting tại fanpage thì à, sẽ có anh văn hoặc là những người phụ trách sẽ cố gắng trả lời các câu hỏi mà nó chưa kịp có ở đây thì hiện tại thì à, với cách quấn ni wrap thì cái video lần đầu tiên coi cuốn ni wrap là của anh huỳnh nhật tấn đấy, ừ. anh tấn ấy, thì nó cũng khá là lâu rồi. thì hiện tại thì uh, chắc hôm nay sẽ nhờ anh văn chia sẻ lại cách quấn wrap cùng ừ. đến hai cách thông dụng cho các bạn mới bắt đầu. thì thông thường thì ngày xưa thì em hay cuốn chữ x, nhưng mà sau này em cứ cuốn em cứ round hết luôn, em tròn hết luôn chứ em cũng cho nó đã mất thời gian. Ừ. thì hôm nay thì sẽ nhờ anh văn chia sẻ thêm cách quấn ni wrap nha. rồi mình pause lại một tí nhá chị văn. rồi bây giờ anh văn sẽ bắt đầu chia sẻ cho chúng ta cách làm sao để cuốn uh, ni rap thì uh, không biết bây giờ anh Văn đang, đang dùng một loại New rap nào đấy ạ. À, hiện tại thì ở đây hướng dẫn mọi người thì anh sẽ sử dụng cái loại New rap anh training đó là Eric Lily Bridge của Bionia. Thì loại này nó steep và nó flex kia cỡ 50 50. Thì cái thời gian này thì là thời gian mà anh sẽ tập volume cho nên anh sẽ sử dụng cái nirap này và đồng thời là do cái độ dài nó dài mình có thể loop được nhiều loop và mọi người cũng không nhất thiết là phải kéo căng quá trong cái thời gian mà mọi người đang off season hoặc là thời gian chúng ta đang training về technique, cho nên anh sẽ sử dụng cái loại này để cho mọi người dễ tưởng tượng hơn. thì khi mà quấn ni wrap á, có một vài điều lưu ý giống như vậy, thì cái phần ni cap trên là ở đây và phần ni cap dưới là ở đây. hai vị trí này là hai vị trí mà mọi người sẽ wrap rất là chặt. thì ở cái phần ni wrap á, lúc nào chúng ta wrap một lúc nào, mọi người cũng phải kéo căng ra hết giống như vậy nó sẽ tạo ra được một cái độ căng và nó sẽ ép sát vào cái da của mình hơn. thì trước khi mà sử dụng ni wrap thì chúng ta phải duỗi thẳng cái chân của mình ra. giờ Văn nói là thẳng là duỗi thẳng lóc out ra luôn và không có thả lỏng giống như vậy mà mọi người sẽ gồng cái phần quát của chúng ta lên giống như vậy luôn. tại vì sao? tại vì khi mà chúng ta thả lỏng thì nó sẽ to hơn một tí xíu nhưng mà khi chúng ta ép lại thì toàn bộ cái cơ của mình sẽ flex lại thì mọi người sẽ wrap được nhiều hơn. Thì khi mà quấn ni mọi người chú ý là tùy theo form của chúng ta nha mọi người. Nếu như mà Văn lấy ví dụ, Văn quấn từ hướng ngược lại giống như vậy. Và Văn quấn vào. Thì có nghĩa là Văn ép cái phần gối của Văn đi vào trong. Nhưng mà đối với cái form swat của Văn là phần gối của Văn nó phải đi ra ngoài. Cho nên cái hướng quấn của Văn nó sẽ là ngược lại. Văn sẽ quấn từ trong ra ngoài chứ không phải là từ ngoài vào trong. Thì khi mà quấn ra giống như vậy. Dạ. Yeah. Thì cái phần grab của mình nó sẽ đẩy cái phần gối của chúng ta ra, nó sẽ không khiến cho mình không bị chụm gối, đúng không ạ? Thì ở đây kéo căng. Khi mà mọi người lướt, chúng ta chỉ lướt 1 phần 2 trên cái phần lướt mà mình vừa đi thôi. Lặp lại xuống đây, mình lại căng ra. Và tiếp tục 1 phần 2. Thì khi mà văn lướt vòng thứ hai là nó sẽ đi qua ni cap trên. Và bây giờ là vòng thứ ba văn sẽ đi qua ni cap dưới. Đây là chúng ta đã có 3 loop đúng không mà. Và nếu như mà ai mà quen với cái cả cảm giác knee sleep thì mọi người sẽ loop thêm một vòng nữa. Nhưng mà Văn thì Văn không muốn loop thêm một vòng nữa tại vì sao? Tại vì nếu như quá chặt về cái phần bắp chuối giống như vậy và mọi người không quen, nó sẽ rất là dễ gây chuột rút và nó sẽ gây cái cảm giác chăm chích rất là khó chịu. Cho nên Văn sẽ tiếp tục là loop ngược trở lại, tiếp tục vẫn là knee cap dưới và loop ngược trở lại, vẫn là knee cap trên. Rồi, thì tới đây là Văn đã đi được 5 vòng nữa mà dây của mình vẫn còn. Nếu như mà mọi người không muốn nó trợ lực nữa và mọi người cảm thấy nó thoải mái rồi ở vị trí này thì Văn sẽ ngừng. Nhưng mà nếu như chúng ta có thể nữa thì tiếp tục căng ra và Văn sẽ đi thêm vòng thứ sáu Từ điểm này buồn. Lúc nào mình cũng phải kéo căng nha. Kéo căng, giữ. Và... Thì đây là vị trí mà sau khi mà văn ráp có nghĩa là chân văn sẽ không thể nọc. Nào co lại được nó sẽ lúc nào cũng ở trong cái trạng thái giống như vậy và khi mà Văn đứng lên thì cái việc di chuyển của mình nó cũng sẽ thành như vậy Đấy các bạn thấy không anh Văn cuốn đi rap xong mà anh ấy cũng phải thở kìa à, nên các bạn đừng có nghĩ đi, thi đi, đi, đi rap vào màu hồng cho các bạn yeah. thì đó là một cái cách quấn vòng nghe đây là cái cách quấn phổ thông nhất thì quấn ngang hay quấn chéo á Văn thấy á, nó không khác biệt nhiều lắm Nhưng Có một cái bất lợi khi mà mọi người lướt ngang quá nhiều Đó là khi chúng ta cứ lướt ngang lướt ngang Nhiều vòng giống như vậy Thì cái phần ở phía dưới, cái phần chân phía sau này Cái độ dày của cái ni càng ngày nó sẽ càng dày lên Thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái cảm giác hit depth của chúng ta Đúng không ạ? mọi người sẽ hoàn toàn bị cái cảm giác hit depth là mọi người nghĩ là chúng ta đã hit depth rồi nhưng mà thật sự ra là chỉ là do những cái nirap đang cuốn và đang cuốn quá dày vào nhau và khi xuống cái phần đùi sâu của và cái phần bắp chuối của mọi người cảm thấy căng ra mọi người khiến cho chúng ta nghĩ là chúng ta đã đủ đép nhưng mà thật ra vẫn không đủ đép đó là lý do mà mình sẽ có một cách quấn nữa đó là chúng ta sẽ quấn lúc chéo thì quấn lúc chéo mình chỉ đi duy nhất một lúc chéo thôi và sau đó chúng ta vẫn quay trở về lúc ngang được không ạ? À? Có nghĩa là mình sẽ có hai lúc chéo và tất cả những lúc còn lại đều là lúc ngang thì hai lúc chéo giống như vậy. Chúng ta sẽ đi chéo hướng này và chúng ta sẽ chéo lên ngược lại. Thì cái vị trí xếp chồng giữa các ni strap với nhau là không có rồi là ít hơn, ít hơn những cái vòng quấn ngang của mình. Thì Văn sẽ demo cho mọi người luôn. Nhớ là Văn lúc nào Văn cũng quấn từ trong ra ngoài. Lúc đầu tiên là lúc cố định dây căng và từ vị trí này duỗi thẳng chân, ni cáp trên, ni cáp dưới, văn sẽ đi chéo. Từ đây văn sẽ đi lại một vòng ngang để cố định và cuối cùng là văn sẽ đi chéo ngược lại. Như vậy là bốn lúc, đây là lúc thứ năm, lúc thứ sáu, và cài nó vẫn cứng giống như là cái cách quấn kia và vẫn là đứng lên và cái cách di chuyển của mình như bạn thấy nếu như mà văn để lên và văn cố gắng co chân lại văn sẽ không co chân lại được nó hạn chế cái chuyển động của mình rất là nhiều cho nên đó là lý do mà văn chỉ sử dụng ni wrap đối với mức tạ trên 80% thôi. Còn nếu như dưới 80% và văn muốn đi volume thì văn phải sử dụng những cái loại wrap khác mỏng hơn, nhẹ hơn, thoải mái hơn. Còn không thì cái mục đích tập volume với cái sự hỗ trợ của ni wrap này nó cũng không có mục đích gì hết. Dạ, yeah, như mọi người thấy cũng giống như là tiệp nói và cũng giống như là văn vừa demo cho mọi người quấn ni wrap rất là mệt. Mọi người phải chú ý rất là nhiều việc khi mà chúng ta quấn ni thứ nhất á, là căng cái grip của mình và thứ hai nữa là anh lấy ví dụ đi cái tốc độ quấn ráp của tiệp một bên là bao nhiêu giây em phải mất trung bình chắc cũng phải 2 đến 3 phút cho mỗi bên ờ hai tới ba phút cho mỗi bên ừ, nhưng mà trước đó là em phải quấn cái ráp kia nó rất là chặt rồi đó để xong lúc em vô tiết kiệm thời gian còn nếu mà rũ nó ra xong rồi mới cuốn lại ừ. thì sẽ rất mất rất nhiều thời gian. Đúng rồi, một trong ừ. những cái mánh là mình sẽ căng cái rap ra khi mà mình cuộn lại trước thì mình sẽ không phải căng nữa. Yeah. thì đối với anh anh đã tập quen rồi thì một bên của anh, anh sẽ quấn là 30 tới 40 giây. Yeah. Thì nếu như một bên mà quấn 30 tới 40 giây thì có đúng là chúng ta phải căng cái thời gian quấn trước đó là ít nhất là 3 phút trước khi mà mọi người vào à tem đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Nếu như mà thông báo tên của mọi người và mọi người có 60 giây để ra clip lúc đó mọi người mới tất bật quấn ni rap thì là không kịp chúng ta sẽ bị trễ thời gian và mọi người sẽ bị no clip đó là lý do mà ni rap quan trọng nhất đó là người handler phải có một người canh thời gian cho mọi người canh thời gian là trước khi chúng ta ra sân để thi đấu là bao nhiêu phút thì là mọi người đã phải quấn trước đó rồi nếu như mà chúng ta tự quấn sau khi quấn cái nhịp tim của mình quá cao và mình phải ngồi thở giống như vậy thì mọi người phải trừ thao ra là mọi người ít nhất phải quấn trước 3 tới 4 phút. Nhưng mà nếu như quấn trước 3 tới 4 phút và ngồi đó đợi thì sẽ dẫn tới từ một trường hợp khác đó là rất là tê. Và khi mọi người bước ra mọi người sẽ không có còn một cái cảm giác nào hết để mà soát. Như vậy thì cũng không được, đó là lý do mà tại sao cái cách tập luyện khi mà chúng ta tập với Nirap mình đều phải có một cái đó là lúc nào cũng phải thích nghi và lúc nào cũng phải làm quen. Và Văn nói thật, đó là cái sự quan trọng, cái vai trò quan trọng của cái người handler. Tại vì sao cái người handler sẽ là một cái người, ví dụ như là một người bạn thân của em, hoặc là một người tập cùng em, hiểu cái cách tập của em, hiểu cái cách sử dụng ni rap của em. Và người đó sẽ hỗ trợ cho em. Cái phần quấn ni rap đó thì nó sẽ đỡ sức cho các lifter của mình rất là nhiều. Tại vì mọi người cứ nghĩ đi với cái độ căng ni rap và chúng ta phải rap cũng không nhiều lắm thì cứ cho như là hai cái last warm up ba cái attempt thì là wrap 5 lần nhưng mà nó, nó sẽ ảnh hưởng tới phần rip của mọi người rất nhiều và mọi người nên nhớ là ở full mid mọi người vẫn còn có một cái dead và chúng ta không được sử dụng strap và nếu như rủi ro một cái nào đó mà cái phần rip của chúng ta quá căng do cái việc kéo wrap trong cái phần swat thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái phần dead của mình Cảm ơn chia sẻ với anh Văn Lúc nãy anh Văn nói sơ sơ thì các bạn đã hiểu là thi cái môn này này thắng bại không của các bạn đó, nó còn là 2L đấy nha Nếu mà các bạn phải tự quấn đó, thì cái khả năng các bạn bị tê tay rất là cao nó sẽ ảnh hưởng đến grip khi cái nắm cứ nắm bài squat của các bạn và sau đó tới buổi chiều nếu mà là xui thì thi ngay buổi sáng luôn á thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái grip của bạn khi deadlift nữa nên chính vì vậy á khi các bạn đã là xác định thi nirap thì tốt nhất là các bạn nên có nên có một hand là hiểu cách tập của các bạn hiểu trạng thái của các bạn để căn thời gian cuốn rap để tránh bị bom ao bởi vì chúng ta chỉ có 60 giây trước mỗi clip thôi nếu mà chúng ta cuốn quá trễ hay là chúng ta cuốn quá sớm thì nó sẽ đều khiến ảnh hưởng tới hiệu suất của chúng ta nên các bạn phải cố gắng chú ý vào cái phần này nha rồi à, trước mắt thì đã cảm ơn cái chia sẻ của anh Ban về cái new rap ngày hôm nay thì à, nếu mà các bạn có câu hỏi gì cho VPC thì nhớ inbox vào trang Vietnam Powerlifting Competition để liên hệ các admin ở đây cái sẽ hỗ, hỗ trợ các bạn nếu mà các bạn còn có thắc mắc gì về các chủ đề nào khác ở trong VPC thì cứ mạnh dạn inbox với với admin thì chúng tôi sẽ cố gắng làm những video sau để giải đáp các thắc mắc của các bạn. Rồi, cảm ơn chia sẻ của các bạn ngày hôm nay. Cảm ơn sự hỗ trợ của chị Quỳnh, chị Yuki và chị Loan ngày hôm nay. Rồi, cảm ơn mọi người.